đang giới thiệu một món nhanh tay và cực thích hợp để khách cuối năm. Trước hết rửa sạch nấm hương, sò điệp, tôm khô, ngâm với nước sôi khoảng 1 tiếng, đánh tan một bé trứng, thêm nước ngâm nấm hương, sò điệp, tôm khô vào. Tỷ lệ của trứng và nước là 1:1 nha. Thêm một muỗng cà phê hạt nêm gà, đánh tan hỗn hợp, lượt qua đây 3 lần cho mịn. Cắt và bày đậu hũ non ra dĩa, cho nấm hương, sò điệp và tôm khô lên trên. Nước sôi bùng cho lên bếp hấp 10 phút, dây 10 phút. Rưới hỗn hợp trứng khi nãy vào, hấp thêm 15 phút nữa nha. Lúc này cho chảo lên bếp, thêm mỡ luyện, phần trắng của hành lá, một muỗng canh dầu hào, một muỗng canh giấm đỏ, hai muỗng canh nước tương, 300ml nước ngâm nấm hương, sò điệp, tôm khô, nước sôi thêm tiêu nữa là xong. Trở lại với nồi trứng hấp. Ui, em xin lung linh. Giờ thêm hành lá, nước chấm vừa chuẩn bị nữa là xong. Nhìn hấp dẫn ha. Món này bày bàn tiệc là quá chuẩn. Trứng hấp mềm, mịn, mượt mà, vị thanh, hương hải sản phong phú. Chúc các bạn thành công nha. Hẹn gặp lại kỳ sau.